diệp thần tiến lại gần ngụy đĩnh nét mặt cô ấy vẫn còn chút ngượng ngùng cô vội vàng nói xin lỗi thật sự không phải tôi cố ý nếu thấy điều gì không nên thấy tôi thể sẽ giữ kín bí mật lời xin lỗi của cô khiến diệp thần khẽ nhíu mày không hiểu ý của cô em đang nói về điều gì vậy diệp thần hỏi ánh mắt nghi hoặc ngụy đĩnh định nói gì đó nhưng chưa kịp trả lời thì diệp thần đã tiếp lời giọng trầm nhưng nghiêm túc ngụy đĩnh tôi cần sự giúp đỡ của cô chuyện cô vừa nhìn thấy rất khó để giải thích trong lúc này nhưng cô hãy tin tôi đi theo tôi trước đã không chờ cô đồng ý diệp thần nhanh chóng bế lấy ngụy đĩnh và nhảy vút lên không trung chỉ trong tích tắc cả hai đã xuất hiện giữa hồ nước tĩnh lặng ánh sáng mặt trăng chiếu xuống làm mặt hồ sáng lên rực rỡ ngụy đĩnh đỏ mặt cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh khi bị bế gọn trong vòng tay diệp thần diệp tiên sinh anh muốn làm gì vậy diệp thần chỉ mỉm cười nhẹ giọng nói trở nên dịu dàng nhưng pha chút bí ẩn tôi chỉ muốn nhờ cô giúp một chuyện mà thôi ngụy đĩnh lặng người một lúc cô thầm cảm thán trời ơi đây là cảm giác của một cao thủ võ đạo sao nhảy xa như vậy chỉ trong nháy mắt thật kích thích gương mặt diệp thần bỗng nghiêm túc anh nhìn thẳng vào mắt cô ngụy đĩnh bây giờ tôi cần máu của cô để mở một cánh cửa và cô cần phải tháo chiếc vòng cổ trên người trong quá trình này cô có thể sẽ cảm thấy rất khó chịu nhưng tôi thề sẽ không để cô gặp nguy hiểm ngụy đĩnh nhìn anh trong lòng có chút bối rối nhưng không chút do dự thế giới cô sống trước giờ chỉ là thế giới bình thường không hề biết đến những bí ẩn của võ đạo hay tu luyện nhưng cô hiểu một điều mạng sống của cô và mẹ đều do diệp thần cứu ngụy đĩnh gật đầu giọng dứt khoát diệp tiên sinh tuy tôi không hiểu hết lời anh nói nhưng chỉ cần anh cần tôi giúp tôi nguyện trả bất cứ giá nào vừa nói ngụy đĩnh vừa từ từ tháo chiếc vòng cổ xuống diệt thần chăm chú nhìn ánh mắt trở nên phức tạp dường như trộn lẫn giữa sự biết ơn và nỗi lo lắng anh chỉ có thể nói hai chữ cảm ơn ngay khi chiếc vòng cổ vừa được tháo ra không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo đáng sợ hạng thừa đông lập tức cảm thấy sự thay đổi trong không khí tuyết bắt đầu rơi là tả bầu trời vốn trong xanh giờ đây bị bao phủ bởi từng cơn gió lạnh buốt toàn thân ngụy đĩnh bắt đầu tỏa ra một luồng hơi lạnh kinh hoàng băng giá lan tỏa từ cơ thể cô đóng băng mọi thứ xung quanh huyết sát hàn thể bộc phát vượt ngoài sức kiểm soát diệt thần cũng cảm thấy sự thay đổi mạnh mẽ này ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng phía bên kia hạng thừa đông hoảng hốt lùi lại đôi mắt tràn đầy kinh hãi cô nương này rốt cuộc có lai lịch ra sao nếu còn đứng gần chắc chắn ta sẽ bị đóng thành băng mất hắn không ngừng lùi xa cảm nhận từng cơn lạnh buốt đến tận xương tủy diệt thần ngay lập tức bộc phát sát khí chi lực triệu hồi hỏa long bao quanh cơ thể anh hoàn toàn không ngờ rằng huyết sát hàn thể của ngụy đĩnh lại có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp đến thế nếu không phải nhờ huyết long hộ thể có lẽ anh cũng đã bị đóng băng ngay lập tức anh biết rằng đây chính là một trong 10 thể chất mạnh nhất trong thiên hạ cũng không ngờ nó lại mạnh mẽ như thế ngụy đĩnh giờ đây toàn thân trắng bệch trên khuôn mặt hiện rõ vẻ thống khổ đôi mắt cô vốn thanh khiết đã trở en lạnh lẽo sự biến đổi khiến diệp thần phải thốt lên không ổn rồi cơ thể cô ấy sắp sụp đổ trong tình cảnh nguy cấp diệp thần lập tức kêu gọi sự trợ giúp của thương hải bình không chậm trễ thương hải bình xuất hiện khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên tia lo lắng ông nhanh chóng đánh ra một đạo linh phù ánh sáng rực rỡ tỏa ra bay thẳng về phía ngụy đỉnh để ngăn chặn sự bùng phát của huyết sát hàn thể lá linh phù sáng rực lên khi được thương hải bình vung tay lập tức dán lên trán của ngụy đĩnh trong một khoảnh khắc toàn bộ khí lạnh và huyết sát từ cơ thể cô liền thu lại không gian xung quanh cũng dần trở nên yên bình diệt thân vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nhìn về phía thương hải bình với chút lo lắng sư phụ xuất hiện ở bên ngoài có ổn không thương hải bình cười nhạt vẻ tự tin thoáng hiện lên trên gương mặt già nua không cần lo lắng với thủ đoạn của ta nếu ta không muốn người khác nhìn thấy dù có đứng ngay trước mặt họ cũng không phát hiện được sự hiện diện của ta chỉ có người mới cảm nhận được thôi sau đó thương hải bình chuyển sang giọng điệu nghiêm túc hơn đồ nhi tiếp theo ngươi để cho cô ấy ép ra một giọt máu rồi khiến huyết long của ngươi nuốt nó việc này sẽ mang lại cho ngươi đủ sức mạnh để phá vỡ lối vào nhà tù u hồn diệt thân gật đầu từ từ tiến lại gần ngụy đĩnh anh cẩn trọng nhưng khi vừa định tiến hành ép ra một giọt máu từ người cô đột nhiên ánh mắt anh hiện lên sự kích động ngay lập tức từ tay ngụy đĩnh đánh ra một luồng huyết sát hàn thể đầy sát khí thẳng về phía diệp thần anh nhanh nhẹn né tránh nhờ phản xạ thần tốc mà không hề bị thương thật kỳ lạ diệp thần thầm nghĩ một đòn này ít nhất cũng mang sức mạnh của ly hợp cảnh nhưng rõ ràng ngụy đĩnh không hề tu luyện làm sao cô ấy có thể bộc phát ra thứ năng lượng kinh khủng như vậy ngụy đĩnh giờ đã lấy lại chút ý thức nhìn diệp thần với gương mặt trắng bệch và ánh mắt hối lỗi diệp tiên sinh tôi thật sự xin lỗi tôi không thể kiểm soát được cơ thể của mình giọng cô run rẩy còn đôi mắt thì đầy lo lắng Diệp Thần khẽ cười nhưng giọng nói trở nên nghiêm túc, "Không sao, hiện tại cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của tinh huyết trong cơ thể mình, đúng chứ? Hãy dùng sức mạnh của cô ép ra một giọt tinh huyết." Ngụy Đĩnh gật đầu, dù mệt mỏi nhưng vẫn tập trung toàn bộ sức mạnh của mình, cô từ từ ép ra một giọt máu đỏ tươi từ ngón tay, nó lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí lạnh băng giá khủng khiếp. Huyết long của Diệp Thần ngay lập tức lao đến, nuốt chửng giọt máu vào cơ thể. Cảnh tượng này từ xa trông thật hùng vĩ và đầy uy nghiêm, sau khi nuốt lấy giọt tinh huyết chứa đựng huyết sát hàn thể, Thân hình của huyết long đột nhiên phình to, trở nên to lớn gấp hàng trăm lần, khiến không khí xung quanh rung chuyển. Hạng thừa đông đứng từ xa nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thốt lên: "Trời ạ, à, ta không ngờ trong đời mình lại có thể chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ thế này. Diệp tiên sinh, ngài thực sự là tồn tại bậc nào đây? Hắn ta không dám nhích tới gần, chỉ đứng lặng yên, mắt không rời khỏi huyết long khổng lồ. Thương hải bình không chậm trễ lấy ra một đạo linh phù khác, rồi vung tay lên không trung. Ngay lập tức, một trận pháp khổng lồ dần hình thành trên bầu trời, phủ kín toàn bộ khu vực xung quanh họ. Trận pháp lóe sáng khiến bầu trời đêm trở nên huyền ảo. Ánh sáng từ các đường nét trên trận pháp như vẽ nên những nét kỳ bí, bao phủ toàn bộ không gian. Sau khi bấm vài đạo huyết pháp, Thương Hải Bình chỉ tay về phía trước, nói lớn: "Cổng nhà tù u hồn đã hiện ra. Từ không gian trước mặt Diệt Thần, một cánh cửa khổng lồ chậm rãi xuất hiện, tỏa ra luồng u ám từ sâu bên trong. Thương Hải Bình bật cười lớn, âm thanh vang vọng: "Ha ha ha, Đồ Nhi, ta đã phong tỏa toàn bộ động tĩnh ở nơi này. Cổng vào đã hiện ra, ngươi cứ thoải mái hành động. Diệt Thần không chút do dự." Điều khiển Huyết Long hư ảnh lao thẳng về phía cánh cửa. Huyết Long lao tới, đâm đầu vào cánh cửa và dùng sức mạnh khổng lồ của mình để hút lấy cánh cửa, âm thanh rung động vang lên chấn động cả không gian, nhưng cánh cửa u hồn chỉ mới mở hé một chút. Hạng Thừa Đông mở to mắt, kinh ngạc đến tột độ, trời ạ, à, đây là sức mạnh cấp bậc nào chứ, ta hoàn toàn không thể tin nổi. Làm sao võ giả có thể có những thủ đoạn như thế này được? Diệp tiên sinh, ngài ấy chính là một người tu luyện. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.